Xin chào các bạn. Hôm nay mình tổng hợp 50 câu hỏi Yes No được sắp xếp theo các câu quan trọng trước. Trong các câu này thì các từ khóa sẽ được đánh dấu màu vàng, mục đích của video này là giúp cho các bạn học hiệu quả hơn. Ở video này thì mình sẽ chia làm hai nhóm. Nhóm đầu tiên là nhóm câu hỏi quan trọng và trả lời bằng chữ yes. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Nếu luật pháp yêu cầu bạn có sẵn sàng thực hiện công việc có tầm quan trọng quốc gia dưới sự chỉ đạo của dân sự không. Are you willing là bạn có sẵn sàng? Work of national importance là công việc có tầm quan trọng quốc gia civilian direction là sự chỉ đạo của nhân sự. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian directions? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ để luyện nghe nhé. If the law requires it, are you willing to perform work of national importance under civilian direction? If the law requires it, Are you willing to perform work of national importance under civilian direction? Nếu câu này mà bạn không nghe được các cái từ khóa như work of national importance, thì bạn chỉ cần nghe được từ khóa là are you willing, là bạn sẽ trả lời câu này là yes, I am. Hoặc trả lời ngắn gọn là yes. If the law requires it, Are you willing to perform non-combatant services in the u Armed Forces? Nếu luật pháp yêu cầu, bạn có sẵn sàng thực hiện các dịch vụ không tham chiến trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? Thì trong câu này, ngoài từ khóa là Are you willing? Bạn có sẵn sàng? Non-combatant services là dịch vụ không tham chiến. If the law requires it, are you willing to perform non-combatant service in the U.S. Armed Forces? If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services in the U.S. Armed Forces? If the law requires it, are you willing to perform non-combatant services, non services in the U.S. Armed Forces? Cũng giống như câu 50, nếu bạn không nghe được từ khóa là non-combatant service, thì chỉ cần nghe được từ khóa là Are you willing? Thì bạn cũng sẽ trả lời là Yes. Do you support the constitution and form of government of the United States? Bạn có ủng hộ hiến pháp và hình thức của chính phủ Hoa Kỳ không? Support là ủng hộ. Constitution là hiến pháp. Form of government hình thức của chính phủ Hoa Kỳ. Do you support the constitution and form of government of the United States? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ để luyện nghe nhé. Do you support the constitution and form of government of the United States? Do you support the constitution and form of government of the United States? câu này mình sẽ trả lời là yes i do hoặc bạn cũng trả lời ngắn gọn như các câu trước đó là yes do you understand the philosophy of listen to the united states bạn có hiểu đầy đủ về lời thề trung thành với hoa kỳ hay không understand hiểu nguyên cái cụm từ là full Oath All of Allegiance. Người ta đọc nhanh là Follow of Allegiance. Đầy đủ lời thề trung thành. Do you understand the follow of Allegiance to the United States? Do you understand the Full Oath of Allegiance to the United States? Do you understand the Full Oath of Allegiance to the United States? Và câu này cũng giống như câu trước là mình sẽ trả lời là yes. Are you willing to take the pro of a to the United States? Bạn có sẵn sàng thực hiện đầy đủ lời thề trung thành với Hoa Kỳ không? Are you willing là bạn có sẵn sàng? Full of a nation, thì đọc nhanh là follow of a nation, là đầy đủ lời thề trung thành. Are you willing to take the of a to the Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Are you willing to take the full oath of allegiance to the United States? Ở phần thi 12 này thì người phỏng vấn người ta có thể nói rất là nhanh nên đôi khi bạn không thể nghe được cái cụm từ này thì bạn chỉ cần nghe được từ are you willing là cũng giống như câu 50 và câu 49 thì bạn sẽ trả lời là yes if the law requires it are you willing to bear arms on behalf of the United States nếu luật pháp yêu cầu bạn có sẵn sàng mang vũ khí thay mặt cho Hoa Kỳ không các cái từ khóa ở đây là từ law requires it tức là luật pháp yêu cầu. Ngoài ra các từ khóa quan trọng mà mình hay nói với các bạn đó là từ Are you willing? Là bạn có sẵn sàng. Và thêm từ khóa đó là từ Bear arms là mang vũ khí. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ để luyện nghe nhé. If the law requires it, Are you willing to bear arms on behalf of the United States? If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Thì câu này mình không nghe được từ khóa bear arms mà mình chỉ cần nghe được từ khóa are you willing. thì cũng giống như câu câu trước bạn sẽ trả lời là yes. Bây giờ chúng ta sẽ học phần tiếp theo đó là các câu hỏi mà có câu trả lời là no ngoại trừ một số câu hỏi thì một số câu hỏi này có thể trả lời là yes hoặc no tùy tình huống của mỗi người thì tới câu hỏi đó mình sẽ phân tích cho các bạn have you ever claimed to be a us citizen in writing or any other way bạn đã bao giờ tự nhận là công dân hoa kỳ bằng văn bản hoặc bằng bất kỳ cách nào khác không thì từ khóa ở đây bạn cần nghe được đó là từ Claim to be a US citizen Tuyên bố là công dân Hoa Kỳ Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? Have you ever claimed to be a u US citizen in writing or any other way? Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? và câu trả lời của bạn sẽ là No. Have you ever registered to vote in any federal, state or local election in the United States? bạn đã bao giờ đăng ký bỏ phiếu trong bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào ở hoa kỳ không. Register to vote đã đăng ký bầu cử any federal, state, Election. Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Have you ever registered to vote in any federal, state, or local election in the United States? Và câu trả lời cũng sẽ là no. Have you ever voted in any federal, state or local election in the United States? Bạn đã bao giờ bầu cử trong bất kỳ cuộc bầu cử liên bang, tiểu bang hoặc địa phương nào ở Hoa Kỳ chưa? Voted là bầu cử. Any federal election, tức là bất kỳ của cuộc bầu cử liên bang, Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? Thì bạn chỉ cần ghi nhớ được các từ khóa màu vàng là từ voted này. Any federal, rồi thì election. Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ để mình luyện khả năng nghe thêm nhé. Have you ever voted in any federal, state, or local election in the United States? Have you ever voted in any federal? state or local election in the United States. Ở đây bạn sẽ thấy giọng Mỹ nói nhanh nhưng mà trong quá trình phỏng vấn thì người ta cũng nói rất nhanh nên các bạn chịu khó nghe để quen dần nhé. Và câu trả lời cho câu này cũng sẽ là no. Do you owe any overdue federal, state or local taxes? Bạn có nợ bất kỳ khoản thuế quá hạn nào của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương không? cụm từ là o any overdue và taxes tức là nợ bất kỳ khoản thuế quá hạn nào do you owe any overdue federal state or local taxes do you owe any overdue federal state or local taxes do you owe any overdue federal state or local taxes Câu này thì có thể trả lời là no hoặc yes, tùy theo tình huống của bạn. Trong trường hợp khi phỏng vấn mà vì một lý do nào đó mà bạn còn nợ thuế thì bạn phải trả lời là yes. Have you ever not find a federal state or local tax detent since you became a lawful permanent resident? Bạn đã bao giờ chưa nộp tờ khai thuế liên bang tiểu bang hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân hợp pháp? Cụm từ là not file a federal state tax return, tức là chưa nộp tờ thuế liên bang tiểu bang. Nếu câu này bạn không nghe được hết thì bạn chỉ cần nghe được cái từ là not file với từ tax return là mình hiểu ngay là chưa nộp tờ khai thuế. Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a permanent resident? Have you ever not filed a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? return câu này became giống như câu trước. là có thể trả lời No hoặc Yes tùy theo tình huống của các bạn. Vì trong câu hỏi là bạn đã bao giờ chưa nộp tờ khai thuế? Thì nếu có năm nào đó bạn chưa nộp tờ khai thuế thì bạn phải trả lời Yes trong tình huống này. Còn các năm bạn đều nộp tờ khai thuế đầy đủ hết thì bạn sẽ trả lời No. Have you called yourself a non-US resident on a federal, state or local tax return? since you became a lawful permanent resident. Bạn đã tự gọi mình là không phải cư dân Hoa Kỳ trên tờ khai thuế của liên bang, tiểu bang hoặc địa phương kể từ khi bạn trở thành thường trú nhân hợp pháp chưa? Thì trong câu này bạn cần ghi nhớ từ khóa là từ khô là gọi non US resident không phải cư dân Hoa Kỳ tax return là cái tờ khai thuế Have you Call yourself a non US resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident. Have you called yourself a non US resident on a federal, state, or local tax return since you became a lawful permanent resident? Have you called yourself a non US resident on a federal, state, or or local tax return since you became a lawful permanent resident? Và câu này thì bạn sẽ trả lời là no. Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Bạn đã bao giờ chủ trương trực tiếp hoặc gián tiếp lật đổ bất kỳ chính phủ nào bằng cách sử dụng vũ lực hoặc bạo lực chưa? cái từ advocated đó là chủ trương overthrow of any government là lật đổ bất kỳ chính phủ nào đây là hai từ khóa quan trọng mà bạn cần ghi nhớ trong câu này Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ và cố gắng ghi nhớ các từ khóa này nhé. Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Have you ever advocated either directly or indirectly the overthrow of any government by force or violence? Những câu mà mình giảng ở phần này á, đa số sẽ là trả lời là no hết, chỉ có một số trường hợp nào mà nó ngoại lệ thì mình sẽ có thể trả lời là yes hoặc no thì tới các câu đó mình sẽ tiếp tục phân tích giống như những câu mình vừa phân tích trước đó. Were you ever part of any group, unit or organization that you a weapon against any person or threatened to do so? Bạn có bao giờ là thành viên của bất kỳ nhóm, đơn vị hoặc tổ chức nào đã sử dụng vũ khí chống lại bất kỳ người nào hoặc đe dọa làm như vậy không? bạn cần ghi nhớ các từ khóa đó là, là part of any group tức là thành viên của bất kỳ nhóm nào chiêu ở weapon là sử dụng vũ khí threaten là đe dọa were you ever part of any group unit or organization that chiêu a weapon against any person of threaten to do so were you ever part of any group unit Or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? Again. Were you ever part of any group, unit, or organization that used a weapon against any person or threatened to do so? Did you ever sell, give or provide weapon to any person or have another person sell, give or provide weapon to any person? Bạn có bao giờ bán cho hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào hoặc giúp người khác bán cho hoặc cung cấp vũ khí cho bất kỳ người nào không? Thì trong câu này chúng ta cần ghi nhớ được các từ khóa là từ sell là bán, keep là cho, provide là cung cấp, đặc biệt là từ khóa weapons là các vũ khí, any person là cho bất kỳ ai. Did you ever sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person? Bạn sẽ nghe lại câu này và cố gắng ghi nhớ các cái từ khóa màu vàng này nhé. Did you ever sell, give, or provide weapons to any person, or help another person sell, give, or provide weapons to any person? Did you ever sell, give, or provide weapons to any person or help another person sell give or provide weapons to any person Did you ever receive any type of military paramilitary or weapon training Bạn có bao giờ nhận được bất kỳ loại huấn luyện quân sự bán quân sự hoặc vũ khí nào không Receive là nhận được military là quân đội sự weapon training là huấn luyện vũ khí Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapon training? Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training? Did you ever receive any type of military, paramilitary or weapons training? Câu này thì đa số sẽ trả lời là no, Nhưng cũng có sẽ trường hợp là nếu bạn nhận được sự huấn luyện từ quân sự Thì bạn sẽ trả lời là yes Have you ever given any US government official any information or documentation that were for fraudulent or misleading? Bạn đã bao giờ cung cấp cho các quan chức chính phủ Hoa Kỳ bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào sai lệch gian lận hoặc gây hiểu nhầm chưa Khi phần là cung cấp information or documentation tức là thông tin hoặc tài liệu for là sai for là gian lận misleading là gây hiểu nhầm Have you ever given any US government official any information or documentation that were false? or misleading. Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? Have you ever given any U.S. government officials any information or documentation that was false, fraudulent, or misleading? Have you ever lied to any U.S. government official to gain entry or admission into the United States or to gain immigration benefit while in the United States? Bạn đã bao giờ nói dối bất kỳ quan chức chính phủ Hoa Kỳ nào để được đi vào hoặc nhập cảnh vào Hoa Kỳ hoặc đã nhận được các lợi ích nhập cư khi ở Hoa Kỳ chưa? Thì câu này nó có nhiều từ nhưng chúng ta cần ghi nhớ các từ khóa đó là từ like, nói dối ngoài ra bạn nghe được từ khóa là Any US Government Official là các quan chức chính phủ Hoa Kỳ Admission là cho vào Gain là nhận được Immigration Benefits là các lợi ích nhập cư. thì trong câu này nó dài thì nếu bạn không ghi nhớ được các từ khóa thì bạn chỉ cần ghi nhớ được từ khóa là like, nói dối và từ khóa nữa là immigration benefit lợi ích nhập cư Have you ever lied to any US government official to gain entry or admission into the United States to gain immigration benefit while in the United States? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này và cố gắng ghi nhớ các từ khóa này nhé. have you ever lied to any u.s government officials to gain entry or admission into the united states or to gain immigration benefits while in the united states have you ever lied to any u.s government officials to gain entry or admission into the united states or to gain immigration benefits while in the united states Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Bạn đã bao giờ bị tuyên bố là không đủ năng lực pháp lý hoặc bị giam vào viện tâm thần chưa? Trong câu này bạn cần ghi nhớ được các từ khóa là Legally incompetent là không đủ năng lực pháp lý hay còn gọi là thiểu năng về mặt pháp lý. Mental institution là viện tâm thần. Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Have you ever been declared legally incompetent or been confined to a mental institution? Have you ever been removed, excluded? deported from the United States. Bạn đã bao giờ bị đuổi, không cho vào hoặc trục xuất khỏi Hoa Kỳ chưa? Các từ khóa bạn cần ghi nhớ ở trong đây là từ remove là bị đuổi, included là không cho vào, deported là trục xuất. Have you ever been removed, included or deported from the United States? Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? Have you ever been removed, excluded, or deported from the United States? Have you ever been ordered, removed, excluded, or deported from the United States? Các từ khóa bạn cần ghi nhớ là, là từ order remove tức là bị yêu cầu rời khỏi. Deported là trục xuất. Have you ever been ordered removed, excluded or deported from the United States? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này và ghi nhớ các từ khóa này nhé. Have you ever been ordered removed, excluded or deported from the United States? Have you ever been ordered removed, excluded, or deported from the United States? Have you ever been placed in removal, exclusion, decision, or deportation proceedings? Bạn đã bao giờ bị đưa vào các thủ tục loại bỏ, loại trừ, hủy bỏ hoặc trục xuất chưa? Trong câu này thì nhiều từ mới nhưng chúng ta chỉ cần ghi nhớ từ khóa là Deportation proceedings là các thủ tục loại bỏ. Removal là trục xuất. Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? Have you ever been placed in removal, exclusion, rescission or deportation proceedings? A removal exclusion recision or deportation proceeding including administratively closed proceedings currently pending against you Các cái thủ tụ tục loại bỏ loại trừ hủy bỏ hoặc trục xuất bao gồm cả các các tụ thủ tục hành chính không công khai hiện đang chờ xử lý chống lại bạn không Trong câu này chúng ta cần ghi nhớ các từ khóa là từ removal là loại bỏ Exclusion là loại trừ Deportation proceeding là các cái thủ tục loại bỏ Currently pending against you là hiện đang chờ xử lý chống lại bạn không A removal, exclusion, rescission or deportation proceedings including administrative flow proceedings currently pending against you Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings, including administratively closed proceedings, currently pending against you? are removal, exclusion, rescission, or deportation proceedings, including administratively closed proceedings, currently pending against you? have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the communist party Bạn đã bao giờ là thành viên hoặc theo bằng bất kỳ cách nào được liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với Đảng Cộng sản chưa Trong câu này các từ khóa bạn cần ghi nhớ đó là từ a member of là thành viên, associated tức là liên kết, communist party là Đảng Cộng sản Nếu bạn không nghe được các cái từ trên thì bạn chỉ cần nghe từ communist party Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party? Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party? Have you ever been a member of or in any way associated either directly or indirectly with the Communist Party? Have you ever been a member of any totalitarian party? Bạn đã bao giờ là thành viên của đảng độc tài nào chưa? Thì cái từ khóa quen thuộc là a member of là thành viên thì bạn cần nghe được từ khóa đó là totalitarian party, đảng độc tài. Have you ever been a member of any totalitarian party? Have you ever been a member of any totalitarian party? Have you ever been a member of any totalitarian party? Have you ever been associated either directly or indirectly with a terrorist organization? Bạn đã bao giờ liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp với một tổ chức khủng bố chưa? Thì trong câu này ngoài việc nghe được từ khóa là associated tức là liên kết have you ever been associated either directly or indirectly with a terrorist organization? have you ever been associated either directly or indirectly with a terrorist organization? have you ever been associated either directly or indirectly with a terrorist organization Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Bạn đã bao giờ hành hạ trực tiếp hoặc gián tiếp bất kỳ người nào vì chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia thành viên trong một nhóm xã hội cụ thể hoặc quan điểm chính trị. trong câu này bạn cần ghi nhớ được các từ khóa là particular, hành hạ, any person là bất kỳ người nào, be called race bởi vì chủng tộc, religion tôn giáo, national origin nguồn gốc quốc gia Have you ever persecuted either directly or indirectly any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group or political opinion? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ và ghi nhớ các từ khóa màu vàng này nhé. Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, National origin, membership in a particular social group, or political opinion? Have you ever persecuted, either directly or indirectly, any person because of race, religion, national origin, membership in a particular social group, or political opinion? Were you ever involved in any way with genocide? Bạn đã bao giờ tham gia vào bất kỳ tội ác diệt chủng nào không? Thì trong câu này chúng ta cần ghi nhớ được các từ khóa lại involve in, tức là tham gia vào, đặc biệt là từ khóa genocide, tội ác diệt chủng. Were you ever involved in any way with genocide? Were you ever involved in any way with genocide? Were you ever involved in any way with genocide? Were you ever involved in any torture? Bạn có bao giờ tham gia vào bất kỳ sự tra tấn nào không? Involved in là tham gia vào, torture là sự tra tấn. Were you ever involved in any torture? Were you ever involved in any torture? Were you ever involved in any torture? Were you ever involved in any way with killing or try to kill someone? Bạn có bao giờ tham gia vào việc giết người hoặc cố gắng giết ai đó không? Involved in là tham gia, killing là giết, trying to kill là cố gắng giết, someone là ai đó. Thì trong câu này chúng ta chỉ cần nghe được từ, từ kill kill là chúng ta biết là người ta đang nói về việc mà chúng ta gây hại cho một người nào đó nhé. Were you ever involved in any way with killing or trying to kill someone? Were you ever involved in any way with killing or trying to kill someone? Were you ever involved in any badly hurting or trying to hurt a person on purpose? Bạn đã bao giờ tham gia vào việc làm tổn thương nặng nề hoặc cố tình làm tổn thương một người nào không? Invo in badly hurting tức là tham gia vào việc làm tổn thương nặng nề. Try to hurt là cố gắng làm tổn thương. Were you ever involved in badly hurting or try to hurt a person on purpose? Were you ever involved in badly hurting or trying to hurt a person on purpose? Were you ever involved in badly hurting or trying to hurt a person on purpose? Were you ever involved in forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? Bạn có bao giờ tham gia vào việc ép buộc hoặc cố gắng ép ai đó có bất kỳ hình thức quan hệ hoặc tiếp xúc tình dục nào không? Chúng ta cần ghi nhớ các từ khóa là forcing là ép buộc. Try to force someone, cố gắng ép buộc ai đó. Sexual contact or relations là tiếp xúc hoặc quan hệ tình dục. Were you ever involved in forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? Were you ever involved in forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? Were you ever involved in forcing or trying to force someone to have any kind of sexual contact or relations? Were you ever involved in not letting someone practice his or her religion? Bạn có bao giờ liên quan đến việc không cho ai đó thực hành tôn giáo của họ không? Not letting là không cho practice his or her religion, tức là thực hành tôn giáo của anh ấy và cô ấy, tức là thực hành tôn giáo của họ. Were you ever involved in not letting someone practice hit or her religion Were you ever involved in not letting someone practice his or her religion Were you ever involved in not letting someone practice his or her religion Have you ever committed associated in committing or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested Bạn đã bao giờ phạm tội, hỗ trợ việc phạm tội hoặc cố gắng thực hiện một tội ác hoặc tội nhẹ mà bạn không bị bắt chứ? Trong câu này thì các từ khóa chúng ta cần ghi nhớ đó là từ committed, tức là phạm tội. Assisted in committing là hỗ trợ cho việc phạm tội. A crime or offense là một tội ác hoặc tội nhẹ. Not arrested là chưa bị bắt. Have you ever committed assisted in committing or attempted to commit a crime or offense for which were you were not arrested Bạn sẽ nghe câu này qua giọng Mỹ và ghi nhớ các từ khóa này nhé Have you ever committed, assisted in committing or attempted to commit a crime or offense for which you were not arrested? Have you ever committed, assisted in committing or attempted to commit A crime or offense for which you were not arrested. thì câu này đa số chúng ta sẽ trả lời no, nhưng cũng có trường hợp chúng ta sẽ trả lời yes. giả sử như bạn phạm một tội nhẹ nào đó mà chưa bị bắt thì bạn cũng phải trả lời là yes. câu này thì đa số chúng ta sẽ trả lời là no, nhưng cũng có sẽ trường hợp là các bạn sẽ trả lời yes nếu các bạn có phạm tội. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including an immigration official or any official of the U.S. armed forces for any reason? Bạn đã bao giờ bị bắt, bị phạt hoặc bị giam giữ bởi bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật nào, bao gồm bất kỳ nhân viên nhập cư hoặc lực lượng vũ trang Hoa Kỳ và vì bất kỳ lý do gì chưa? Thì các từ khóa cần ghi nhớ ở đây là từ arrested là bị bắt, cited là bị phạt, detained là bị giam giữ. Any law enforcement officer là bất kỳ nhân viên thực thi pháp luật. Any reason là bất kỳ lý do nào. Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including Any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces for any reason? Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer, including any immigration official or any official of the U.S. Armed Forces, for any reason? Have you ever been arrested, cited, or detained by any law enforcement officer? Including any immigration official or any official of the US on Forces, for any reason? Câu này thì đa số chúng ta sẽ trả lời no, tuy nhiên vẫn có người phải trả lời yes nếu bạn đã từng phạm một số lỗi về như giao thông chẳng hạn. Trong trường hợp mà bạn trả lời no khi đã phạm lỗi thì câu này coi như là bạn đã trả lời sai nhé. Have you ever been charged with committing, attempting to commit or assisting in committing a crime or offense. Bạn đã bao giờ bị kết tội, cố gắng phạm tội hoặc hỗ trợ cho việc phạm tội ác hay tội nhẹ chưa? Charged with committing, tức là bị kết tội. Assisting in committing a crime or offense, tức là hỗ trợ cho việc phạm một cái tội ác hoặc tội nhẹ. Have you ever been charged with committing attempting to commit or assisting in committing a crime or offense Have you ever been charged with committing attempting to commit or assisting in committing a crime or offense Have you ever been charged with committing attempting to commit or assisting in committing a crime or offense Have you ever been convicted of a crime or offense? Bạn đã bao giờ bị kết án về tội ác hay tội nhẹ chưa? Convicted là bị kết án. A crime là tội ác, offense là một cái tội nhẹ. Have you ever been convicted of a crime or offense? Have you ever been convicted of a crime or offense? Have you ever been convicted of a crime or offense? Have you ever been a habitual drinker or an alcoholic? Bạn đã bao giờ là người thường xuyên say rượu hay là người nghiện rượu chưa? Thì trong câu này bạn chỉ cần ghi nhớ được từ là habitual drinker là người nghiện rượu. Have you ever been a habitual drinker or an alcoholic? Have you ever been a habitual drunkard or an alcoholic? Have you ever been a habitual drunkard or an alcoholic? Have you ever been a prostitute or procured any for prostitution? Bạn đã bao giờ là gái mại dâm hoặc là ma cô tú bà cho ai đó trong hoạt động mại dâm chưa? Thì các từ khóa bạn cần ghi nhớ đó là từ Prostitute, đó là cái mại dâm. Procure, tức là làm ma cô, tú bà, tức là mua bán. Ai đó. Prostitution, là hoạt động mại dâm. Have you ever been a prostitute or procured any for prostitution? Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? Have you ever been a prostitute or procured anyone for prostitution? Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Bạn có bao giờ bán hoặc nhập lậu các chất được kiểm soát, thuốc bất hợp pháp hoặc chất ma túy chưa? Trong câu này thì chúng ta cần ghi nhớ các từ khóa là từ sâu là bán này, smuggle là buôn lậu này, control substances là các chất kiểm soát, narcotics là các chất ma túy. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Bây giờ bạn sẽ nghe lại câu này và ghi nhớ các từ khóa này nhé. Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Have you ever sold or smuggled controlled substances, illegal drugs or narcotics? Have you ever been married to more than one person at the same time? Bạn đã bao giờ kết hôn với nhiều người cùng một lúc không? Bạn sẽ nghe từ khóa đó là từ marriage là kết hôn và thêm từ khóa đó là more than one person là nhiều người. Same time là cùng lúc. Have you ever been married to more than one person at the same time? Have you ever been married to more than one person at the same time? Have you ever been married to more than one person at the same time? Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Bạn đã bao giờ kết hôn với một người nào đó để nhận được quyền lợi nhập cư không? Thì từ khóa giống như câu trước bạn cần nghe được đó là từ marriage, kết hôn. Obtain là nhận được hay là đạt được. Immigration benefit quyền lợi nhập cư. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng mỹ và ghi nhớ các từ khóa màu vàng này nhé. Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Have you ever married someone in order to obtain an immigration benefit? Have you ever helped any to enter or try to enter the United States illegally? Bạn đã bao giờ giúp bất kỳ ai nhập cảnh hoặc cố gắng nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp không? Help anyone là giúp ai đó. Enter to the United States illegally nhập cảnh vào Hoa Kỳ bất hợp pháp từ illegally là bất hợp pháp Have you ever have anyone to enter or to enter the United Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Have you ever helped anyone to enter or try to enter the United States illegally? Have you ever Have you ever game illegally or received income from illegal gambling? Bạn đã bao giờ đánh bạc bất hợp pháp hoặc nhận được thu nhập từ cờ bạc bất hợp pháp chưa? Gamble illegally tức là đánh bạc bất hợp pháp. Income là thu nhập. From illegal gambling là từ cờ bạc bất hợp pháp. Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Have you ever gambled illegally or received income from illegal gambling? Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Bạn đã bao giờ không thể hỗ trợ cho người phụ thuộc của bạn hoặc trả tiền cấp dưỡng không? Fail to support là không thể hỗ trợ. Depends là cái người phụ thuộc. Pay alimony là trả tiền cấp dưỡng. Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Have you ever failed to support your dependents or to pay alimony? Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Bạn đã bao giờ thực hiện bất kỳ sự khai gian nào để thu được bất kỳ cái lợi ích công cộng nào ở Hoa Kỳ chưa? Chúng ta cần ghi nhớ các từ khóa là misrepresentation, tức là sự khai gian obtain là đạt được hoặc có được public benefit lợi ích công cộng Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ để ghi nhớ các từ khóa nhé. Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Have you ever made any misrepresentation to obtain any public benefit in the United States? Have you ever been in jail or prison? Bạn đã bao giờ ở trại giam hay nhà tù chưa? Jail or prison, nhà giam hoặc là trại tù. Have you ever been in jail or prison? Have you ever been in jail or prison? Do you know have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country? Bây giờ bạn có hoặc bạn đã bao giờ có một danh hiệu trang truyền con nối hoặc danh hiệu quý tộc ở nước ngoài không? have là có a hereditary title là danh hiệu cha truyền con nối an order of nobility là danh hiệu quý tộc foreign country là ở nước ngoài câu này dài thì bạn chỉ cần nghe được từ khóa là a hereditary title hoặc là an order of nobility là có thể trả lời được Do you know have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country Do you now have or did you ever have a hereditary title or an order of nobility in any foreign country Were you ever a worker, volunteer or soldier in a prison or jail? Bạn có bao giờ là công nhân, tình nguyện viên hoặc quân nhân trong nhà tù hoặc trại giam chưa? Worker là công nhân, volunteer là tình nguyện. A prison or jail, trong nhà tù hoặc trại giam. Were you ever a worker, volunteer or soldier in a prison or jail? Were you ever a worker, volunteer, or soldier in a prison or jail? Were you ever a worker, volunteer, or soldier in a prison or jail? Have you ever served in a prison camp? Bạn đã bao giờ làm việc trong trại tù chưa? Sub in tức là làm việc. Prison camp là trại tù. Have you ever served in a prison camp? Have you ever served in a prison camp? Have you ever served in a prison camp? Have you ever worked in a detention facility? Bạn đã bao giờ làm việc trong một cơ sở giam giữ chưa? Work là làm việc. A detention facility là cơ sở giam giữ. Have you ever worked in a detention facility? Have you ever worked in a detention facility? Have you ever worked in a detention facility? Have you ever had any position or sub in a labor camp? Bạn có bao giờ giữ bất kỳ chức vụ nào hoặc phục vụ trong trại lao động chưa? Have any positions Tức là giữ bất kỳ chức vụ nào. Labor camp là trại lao động. Have you ever held any position or in a labor camp? Have you ever held any positions or served in a labor camp? Have you ever held any positions or served in a labor camp? Have you ever had a job in any place where people were forced to stay Bạn đã bao giờ có việc làm ở bất kỳ nơi nào mà mọi người buộc phải ở lại chưa? had a job in any place tức là có một công việc ở bất kỳ nơi nào. forced to stay là buộc phải ở lại. Have you ever had a job in any place where people were forced to stay? Have you ever had a job in any place where people were forced to stay? Have you ever had a job in any place where people were forced to stay? Have you ever been placed in an alternative sentencing or rehabilitation programme for exam diversion, defer prosecution, which have adjudication, defer adjudication? bạn đã bao giờ được đưa cho một bản án thay thế hoặc một chương trình phục hồi chức năng ví dụ như án treo hoãn truy tố chưa bị tuyên án hoãn xét xử trong câu này dài thì chúng ta cần ghi nhớ một số từ khóa quan trọng tôi đó là play in an alternative sentencing tức là đưa cho một bản án thay thế a rehabilitative program là chương trình phục hồi chức năng Diversion, prosecution, Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication, deferred adjudication. Have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program? For example, diversion, deferred prosecution, withheld adjudication deferred adjudication have you ever been placed in an alternative sentencing or a rehabilitative program for example diversion deferred prosecution withheld adjudication deferred adjudication have you ever received a suspended sentence been placed on probation or been parole Bạn đã bao giờ nhận được án treo, bị quản chế hoặc được ân xá không? Receive a suspended sentence tức là nhận được một cái án treo. Probation là quản chế. Parole là ân xá. Have you ever received a suspended sentence in place of probation or been paroled? Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation, or been paroled? Were you ever a member of, or did you were a sub in have, or otherwise participate in a military unit? Bạn có bao giờ là thành viên của Hoặc bạn đã từng giúp đỡ hoặc tham gia vào một đơn vị quân đội không? A member of là thành viên. Serve in help. Giúp đỡ. Participate in, tức là tham gia vào. Military unit là đơn vị quân đội. Were you ever a member of or did you ever serve in, help or otherwise? participate in a military unit. Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a military unit? Were you ever a member of or did you ever serve in help or otherwise participate in a military unit? Câu này thì đa số bạn sẽ trả lời là no, chỉ có một số trường hợp là bạn có giúp đỡ bên quân đội thì mình sẽ trả lời là yes. Have you ever been a member of a paramilitary unit? Bạn đã bao giờ là thành viên của một đơn vị bán quân sự chưa? A member of là thành viên, paramilitary unit là đơn vị bán quân sự. Thì trong câu này nếu bạn nghe được từ khóa là paramilitary unit thì bạn sẽ dễ dàng trả lời được là no. Have you ever been a member of a paramilitary unit? Have you ever been a member of a paramilitary unit? Have you ever been a member of a paramilitary unit? Did you ever serve in, help or otherwise participate in police unit? Bạn đã bao giờ phục vụ, giúp đỡ hoặc tham gia vào đơn vị cảnh sát chưa? Serve in là phục vụ, help là giúp đỡ, participate là tham gia. Police Unit là đơn vị cảnh sát. Did you ever serve in, help, or otherwise participate in Police Unit? Did you ever serve in, help, or otherwise participate in Police Unit? Did you, Did you ever serve in, help, or, or otherwise participate in Police Unit? vì câu này người ta có hỏi là bạn có phục vụ hay giúp đỡ cảnh sát thì mình có thể trả lời là yes hoặc no tùy trường hợp của bạn nếu mà bạn không có sự giúp đỡ nào hoặc là phục vụ thì trả lời là no nếu có sự giúp đỡ cho cảnh sát thì bạn sẽ trả lời là yes Were you ever involved in a self-defense unit? Bạn đã bao giờ tham gia vào một đơn vị tự vệ chưa? Involved in là tham gia self-defense unit, đơn vị tự vệ. Were you ever involved in a self-defense unit? Were you ever involved in a self-defense unit? Were you ever involved in a self-defense unit? Did you ever participate in a vigilante unit? Bạn đã bao giờ tham gia vào một đơn vị cảnh vệ chưa? Vigilante unit là đơn vị cảnh vệ Did you ever participate in a vigilante unit? Did you ever participate in a vigilante unit? Did you ever participate in a vigilante unit? Have you ever been a member of a rebel group? Bạn đã bao giờ là thành viên của một nhóm nội loạn chưa? Rebel group là nhóm nội loạn. Have you ever been a member of a rebel group? Have you ever been a member of a rebel group? Have you ever been a member of a rebel group? Were you ever a member of or did you ever have in a guerrilla group? Bạn đã bao giờ là thành viên của hay bạn đã bao giờ giúp đỡ trong một nhóm du kích chưa? A member of là thành viên, này. help in là giúp đỡ. Guerrilla group là nhóm du kích. Were you ever a member of or did you ever help in a guerrilla group? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ và ghi nhớ các từ khóa màu vàng này nhé. Were you ever a member of or did you ever help in a guerrilla group? Were you ever a member of or did you ever help in a guerrilla group? Were you ever a member of or did you ever serve in a militia? Bạn đã bao giờ là thành viên của hay bạn đã bao giờ phục vụ trong một lực lượng dân quân chưa? A member of là thành viên, serve in là phục vụ này. Từ quá quan trọng ở đây là militia là lực lượng dân quân. Were you ever a member of or did you ever serve in a militia? Were you ever a member of, or did you ever serve in a militia? Were you ever a member of, or did you ever serve in a militia? Were you ever involved in any insurgent organization? Bạn đã bao giờ tham gia vào bất kỳ tổ chức nổi dậy nào không? Involved in là tham gia vào. Insurgent organization, là tổ chức nội dạy. Were you ever involved in any insurgent organization? Were you ever involved in any insurgent organization? Were you ever involved in any insurgent organization? Did you ever recruit any content? or you any person under 15 years of age to sub in or have an arm for or group. Bạn đã bao giờ tuyển dụng, đăng ký nhập ngũ, gọi nhập ngũ hoặc sử dụng bất kỳ người nào dưới 15 tuổi để phục vụ hoặc giúp đỡ một lực lượng hoặc nhóm vũ trang không? Thì trong câu này chúng ta cần ghi nhớ các từ khóa là từ recruit là tuyển dụng, enlist là đăng ký nhập ngũ, conscript là gọi nhập ngũ chiêu là sử dụng đặc biệt là cụm từ khóa là under 15 chia up a ở đây người ta sẽ đọc là chia sập tay là người dưới 15 tuổi nếu bạn không nghe được hết tất cả từ khóa thì bạn chỉ cần nghe được một vài từ khóa này với từ khóa quan trọng là under 15 chia sập size là bạn có thể trả lời được câu này là no Did you ever recall and con grip? or you any person under fifteen years of age to serve in or help an armed force or group? Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under fifteen years of age to serve in or help an armed force or group? Did you ever recruit, enlist, conscript, or use any person under fifteen years of age to serve in or help an armed force or group? Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that help or support people in combat? Bạn có bao giờ sử dụng bất kỳ người nào dưới 15 tuổi để làm bất kỳ điều gì giúp đỡ hoặc hỗ trợ mọi người trong chiến đấu không? use any person under 15 years of age tức là sử dụng người nào đó dưới 15 tuổi in combat trong chiến đấu Did you ever use any person under 15 age to do anything that helped or supported people in combat? Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Did you ever use any person under 15 years of age to do anything that helped or supported people in combat? Have you ever been a member of, involved in, or any association with any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Bạn đã bao giờ là thành viên, tham gia hoặc liên kết với bất kỳ tổ chức, hiệp hội, quý tổ chức? đảng phái, câu lạc bộ, xã hội hoặc nhóm tương tự nào ở Hoa Kỳ hoặc ở bất kỳ địa điểm nào khác trên thế giới không? Câu này dài nên chúng ta chỉ cần ghi nhớ một số từ khóa. Trong đó một số từ khóa mà quen thuộc đến người từ ở member of thành viên, info in là tham gia, ở sau tức là liên kết với thì các từ khóa này các bạn dễ dàng nghe được. Ngoài ra các bạn cần nghe được thêm từ khóa là any organization, association hoặc thêm từ khóa đó là in any other location Đã, bất kỳ địa điểm nào have you ever been a member of involved in or in any way associated with any organization association fund foundation party club society or similar group in the united states or in any other location in the world Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with, any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world? Have you ever been a member of, involved in, or in any way associated with, any organization, association, fund, foundation, party, club, society, or similar group in the United States or in any other location in the world. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Là lực lượng trang Hoa Kỳ. Have you ever served in the U.S. Armed Forces? Have you ever served in the US armed forces? Have you ever served in the US armed forces? Are you currently a member of the US armed forces? Bạn hiện có phải là thành viên của lực lượng vũ trang Hoa Kỳ không? A member of, thành viên, US armed forces, lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Are you currently a member of the U.S. Armed Forces? Câu này thì thường sẽ trả lời là no. Trong trường hợp bạn trả lời yes, thì người ta hỏi thêm là Are you scheduled to deploy overseas, including to a vessel within the next three months? Bạn có dự kiến triển khai ở nước ngoài, bao gồm cả tàu, trong vòng 3 tháng tới không? Are you scheduled to deploy overseas, including to a vessel, within the next three months? Thì yes, hay no là tùy tình huống của bạn. Have you ever been commercial, administratively, separated, or disciplined? Bạn đã bao giờ bị đưa ra trước tòa quân sự, cách ly về mặt hành chính hoặc bị kỷ luật? Các từ khóa bạn cần ghi nhớ đó là từ commercial, tức là ra trước tòa án quân sự, disciplined, bị kỷ luật. Have you ever been commercial, administratively separated or disciplined? Have you ever been court martialed, administratively separated, or disciplined? Have you ever been court martialed, administratively separated, or disciplined? Have you ever been discharged from training or served in the U.S. Armed Forces because you were an alien? Bạn đã bao giờ giải ngũ khỏi huấn luyện hoặc phục vụ trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ vì bạn là người nước ngoài chưa? Dicta from training, tức là giải ngũ khỏi việc huấn luyện. Sub-in là phục vụ. Alien là người nước ngoài. Have you ever been discharged from training or sub-in the US because you were an alien? Giờ bạn sẽ nghe lại câu này qua giọng Mỹ và ghi nhớ các từ khóa màu vàng này nhé. Have you ever been discharged from training or service in the US armed forces because you were an alien? Have you ever been discharged from training or service in the US armed forces because you were an alien? Have you ever left the United States to avoid being drafted in the US armed forces? Bạn đã bao giờ rời khỏi Hoa Kỳ để tránh bị gọi nhập ngũ vào lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chưa? Left the United States là rời khỏi Hoa Kỳ. Avoid being drafted là tránh bị gọi nhập ngũ. Have you ever left the United States to avoid being drafted in the u Armed Forces? Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? Have you ever left the United States to avoid being drafted in the U.S. Armed Forces? Have you ever applied for any kind of exemption from military service in the U.S. Armed Forces? Bạn đã bao giờ nộp đơn xin miễn nghĩa vụ quân sự trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chưa? Apply for là nộp đơn, exemption là miễn military service have you ever applied for any kind of exemption from military service in the u.s. armed forces? have you ever applied for any kind of exemption from military service in the u.s. armed forces? have you ever applied for any kind of exemption from military service in the u.s. armed forces? Have you ever deserted from the US Armed Forces? Bạn đã bao giờ đào ngũ khỏi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ chưa? Desert from là đào ngũ US Armed Forces là lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Have you ever deserted from the US Armed Forces? Have you ever deserted from the US Armed Forces? Have you ever deserted from the US Armed Forces? between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associated in any way with Nazi government of Germany? Từ ngày 23 tháng 3 năm 1933 đến ngày 8 tháng 5 năm 1945, bạn có làm việc hoặc liên kết với chính phủ Đức Quốc xã theo cách nào không? Thì đa số chúng ta là không có nằm trong trường hợp này bởi vì chúng ta sinh sau một năm 1945 là nhiều trong trường hợp mà bạn nghe câu hỏi mà nó có mốc thời gian nhiều và thêm từ khóa là Nazi government of Germany là bạn có thể trả lời được Nhưng mà thường những câu này thì người ta cũng ít hỏi Between March 23 1933 and May 8 1945, did you work for or associate in any way with the Nazi government of Germany? between march twenty third, 1933 and may 8 1945 did you work for or associate in any way either really or indirectly with any government in any area occupied by a with or established with the help of the nazi government of germany từ ngày 23 tháng 3 năm 1933 đến ngày 8 tháng 5 năm 1945, bạn có làm việc hoặc liên kết theo bất kỳ cách nào khác, trực tiếp hoặc gián tiếp, với bất kỳ hình thức chính phủ nào trong khu vực được chiếm đóng, liên minh hoặc thành lập với sự giúp đỡ của chính phủ Đức Quốc xã không? Thì câu này bạn chỉ cần nhớ được cái cụm từ khóa là Mark 23, 1933 and May A, 1945. Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for or associate in any way, either directly or indirectly, with any government in any area occupied by, allied with, or established with the help of the Nazi government of Germany? Between March 23, 1933 and May 8, 1945, did you work for any German, Nazi or SS military unit, paramilitary unit, self-defense unit, vigilante unit, citizen unit, police unit, government agency or office, determination camp, contention camp, prisoner of war camp, prison, labor camp or transit camp? Từ ngày 23 tháng 3 năm 933 đến ngày 8 tháng 5 năm bạn có làm việc cho bất kỳ đơn vị quân đội Đức, Đức Quốc xã hoặc đơn vị SS, đơn vị bán quân sự, đơn vị tự vệ, đơn vị cảnh vệ, đơn vị dân vệ, đơn vị cảnh sát, cơ quan hoặc văn phòng chính phủ, trại hủy diệt, trại tập trung, trại tù, binh, nhà tù, trại lao động hay trại trung chuyển không? Thì trong câu này thì ngoài các từ khóa là March 23, 1933 and May 8, 1945 và từ Nazi thì nếu bạn nghe thêm được các từ khóa là extermination game chạy hủy diệt concentration camp là chạy tập trung trên sức game là chạy trung chuyển còn không bạn chỉ cần nghe được cái mốc thời gian này và từ Nazi là bạn có thể trả lời nâu no cho câu này Are you a male or who live in the United States at any time between your 18 and 26 birthdays. Bạn có phải là nam giới sống ở Hoa Kỳ trong khoảng thời gian từ 18 đến 26 sinh nhật của bạn hay không? Thì trong câu này từ khóa quan trọng đó là từ a mail Và từ tiếp theo đó là live in the United States sống ở Hoa Kỳ. Và từ khóa quan trọng nữa đó là 18 and 26. 18 đều đến 26. Với câu này thì nếu bạn là nữ giới thì bạn có thể bỏ qua câu này. Còn trong câu này đối với là nam, bạn xem là trong khoảng thời gian từ 18 đến 26 tuổi thì bạn có đang sống ở Hoa Kỳ hay không? Are you a male who lived in the United States at any time between your 18th and 26 birthdays? Nếu có thì bạn phải trả lời là yes, còn không thì bạn sẽ trả lời là no trong trường hợp bạn trả lời yes thì người ta sẽ hỏi là did you register for the selective service bạn đã đăng ký nghĩa vụ quân sự chưa did you register for the selective service thì câu trả lời cũng sẽ là yes hoặc no tùy tình huống của bạn cảm ơn bạn đã xem video này nếu video hữu ích bạn hãy nhấn like để lại bình luận và chia sẻ cho nhiều người cùng học nhé